chứ nằm ở đấy thì chắc là nó nằm đấy lâu rồi là nó thân quen với bà già rồi là nó cứ tích cái điện cho bà già nhưng mà ngày mới rút được. Anh ơi. Hello, xin chào các chị, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào bảy tình yêu đang xem ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em đi các chị ơi, chiều nay sẽ theo rất là rẻ luôn nhá. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em đi nào. Váy mới về rất là nhiều màu xinh đẹp luôn đấy ạ. Chào chị Hồng Lam nha. Các chị đang xem live comment để em biết là mọi người đang xem live đi ạ. Các chị comment vào đây để em biết là mọi người đang xem live stream của em nha. Để em chào mọi người ạ. Xin chào chị Thời Gian Đã Xa nha. Xin chào chị Nguyễn Thị Nhung ạ. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên đi ạ. Các chị vào chia sẻ mạnh lên, chiều nay em sẽ sale rất là rẻ luôn nha các chị nhá. Các chị mua hàng trong live stream buổi chiều hôm nay sẽ được sale rất là rẻ luôn ạ. Chị Thúy Hà Vũ xin chào. À chị ơi, đơn hôm nọ ấy, đơn của chị ấy, chị cho em số điện thoại sai nên là em gọi mãi không được chị ạ. Số điện thoại sai nên là đơn của chị em vẫn chưa gửi được. Chào chị Minh Lương ạ. Chào chị chào bác Minh Lương, chào chị Hà Dương nha. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các chị vào xem live stream chia sẻ nha các chị nhà, chia sẻ nha. Mọi người chia sẻ sẽ được mua hàng giảm giá luôn đấy ạ. Các chị đang xem live comment vào đây để em biết là mọi người đang xem live của em nhá các chị nhá. Về rất là nhiều váy mới siêu xinh luôn ạ. Nào các chị ơi, comment nào, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ đi ạ. Các chị có muốn chơi mini game thì mọi người chia sẻ mạnh lên nhá. Lên 50 view sẽ chơi mini game nhá. Gửi hàng cho tớ chưa? Em gửi hàng cho chị rồi nhá, chị Hải Nguyệt nhá. Em gửi hàng sáng nay cho chị rồi. Chắc là một vài hôm nữa là nhận được thôi ạ. Xin chào chị Nu Nu Dương, mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên cho em nào, chia sẻ vào các trang chợ nhóm chợ cho em nhé các chị nhá, chia sẻ vào các trang chợ nhóm chợ cho em nào. Nào mọi người ơi, mọi người vào đi ạ, mọi người vào chia sẻ lên 50 view để chơi mini game nào các chị ơi. Chào, xin chào chị Đinh Thu Thủy ạ. Buổi chiều rảnh rỗi vào mua hàng đẹp giá rẻ nhá chị nhá. Nào mọi người vào xem chia sẻ cho em đi, về rất là nhiều váy xinh luôn nhá nhá. Đây váy này có rất là nhiều màu luôn à. Chất thì là chất đũi nha các chị nha, chất đũi hàng rất là mát luôn này, chất lụa đũi nhá, đấy, chất đẹp lắm. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên ạ, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chào chị Quỳnh Ori, buổi chiều nay xem live đã rõ hơn chưa các chị? Mọi người xem rõ thì comment vào đây cho em biết nhá, mọi người xem đã rõ hơn chưa? Tối hôm qua có vẻ là mạng hơi lag. Mọi người buổi chiều hôm nay các chị xem live đã rõ hơn chưa ạ? Mọi người xem rõ thì comment vào đây để em biết là các chị xem live của em rõ rồi nhá mọi người nhá. Các chị vào chia sẻ nào, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Mọi người xem rõ chưa ạ? Comment để em biết nào các chị ơi. Chào chị Thị Ngân này, chào chị Huyền Trang nha, chào chị Thu Trang nhá. Các chị chia sẻ cho em đi ạ, mọi người chia sẻ nha. Chia sẻ lên 50 view để cùng chơi mini game nhá các chị nhá. Cùng chơi mini game luôn. À rõ rồi à, chị cảm ơn chị Thu Trang này. Nào mọi người chia sẻ cho em đi. Có vẻ là hôm nay mạng hơi lag, em xem cũng thấy hình nó như kiểu là hơi bị vỡ hình một chút ấy. Nào các chị ơi vào chia sẻ mạnh lên cho em nào, chia sẻ mạnh lên cho em nhá. 17 tình yêu đang xem chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ, nhớ là chia sẻ.
lên trang cá nhân ở chế độ công khai nhá. Rõ rồi em ạ. Dạ rồi, ok. Mọi người chia sẻ, em sẽ bán mã đầu tiên này các chị nào. Bán mã đầu tiên này với giá siêu rẻ luôn nha các chị nhà. Bán mã đầu tiên này với giá siêu rẻ luôn ạ. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Mã này 150k hôm nay em sẽ sale nhá. Em sẽ sale xuống còn 120k dành cho các chị chia sẻ livestream ạ. 150k sẽ sale xuống còn 120k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Mã váy này thì các chị nhá, từ khoảng các chị tầm khoảng 46 cân đến 60 cân nha. 45 46 cân đến 60 cân bao mặc vừa đẹp nhá các chị nhá. Chất thì là chất lụa đũi này. Chất lụa đũi rất là mát và đẹp luôn. Đấy, cái này các chị mặc đi biển đi chơi quá xinh luôn này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. 60 cân quay đầu mặc vừa nha các chị nhá. 60 cân quay đầu mặc vừa này rất là rộng rãi thoải mái luôn. Cái này nếu mà các chị không muốn mặc eo ấy thì các chị có thể mặc suông nhá. Dáng này mọi người có thể mặc suông này đấy. Mặc suông cũng rất là mát đẹp luôn nha các chị nhá. Đấy, mặc suông rất mát đẹp luôn này. Các chị có thể thắt nơ nhá cho điệu đà nhá mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. 150k sale xuống còn 120k dành cho các chị chia sẻ like này. 150k sale xuống còn 120k dành cho các chị chia sẻ like nhá. Em có màu xanh, màu hồng và màu vàng này. Màu xanh, màu hồng và màu vàng. Chị nào lấy thì comment màu nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em đang sale là 120 nhá tình yêu nhá. 120k rồi ạ. Có chị nào chốt mã này không ạ? Nào mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Bán mã đầu tiên siêu rẻ nào. 120 nào các tình yêu này. 120 nhá. Có chế nào chốt mã này không? Các chế chia sẻ cho em đi. Các chế vào xem live chia sẻ giúp em nào. Xin chào chị Na Tiên nha. Các chị có đơn một sản phẩm thì cố gắng chọn thêm giúp em là một sản phẩm nữa để mai em gửi hàng nhá. Mai em sẽ gọi điện chốt đơn gửi hàng cho các chị nào. Có chế nào ưng mẫu này không ạ? Để em đổi qua mã khác nha các chị nhá. Để em đổi qua mã khác ạ. Em sẽ đổi qua mã bộ mặc ở nhà nhá các chị nhá. Đổi qua mã bộ mặc ở nhà này. Váy này thì các chị vừa là váy ngủ vừa là váy mặc đi chơi ok. Đấy. Vừa mặc ngủ vừa mặc đi chơi được nhá các chị nhá. Chất lụa đũi rất là đẹp luôn. Quá xinh luôn. Mà chỉ có giá là 120k nhá. 150k hôm nay khi chia sẻ chỉ còn 120 nhá. Giá quá sốc đúng không các chị? Đấy, chất rất là mát luôn này. Cực kỳ là xinh luôn. Nào em đổi qua bộ mặc ở nhà nè. Mọi người chờ em chút xíu nha. Có đầm bầu mặc được không? Đầm bầu mặc cái mã này đầm bầu mặc cũng có thể thoải mái mà. Đây nha các chị ơi, mã bộ mặc ở nhà này. Bộ mặc ở nhà thì em có rất là nhiều kẻ luôn. Có kẻ này. Kẻ này là kẻ đen nhớ chị nhá. Kẻ đen này. Kẻ đỏ này các chị này. Kẻ đen, kẻ đỏ này. Kẻ rêu này. Đây là kẻ rêu nhá các chị nhá. Đây là màu kẻ như em đang mặc này. Và bi này, bi vàng này các chế này. Bộ này thì chỉ 80k một bộ thôi nha các chị nha. 80k trên một bộ mặc ở nhà. Cho anh hai cái nhé. Rồi ok, anh lấy màu nào với màu nào ạ? Em có màu xanh này, màu hồng và màu vàng này. Màu xanh, màu vàng, màu hồng nha. Anh lấy màu nào thì comment màu để em chốt nha. Rồi các anh có thể mua tặng cho các chị nha. Váy quá xinh luôn nhá. Đây ạ. Em có màu xanh, màu vàng, màu hồng nè. Anh lấy màu nào comment màu nha. Màu vàng nè. Màu xanh, màu hồng nè. Quá đẹp luôn nha. Cho em bộ chị đang mặc. Rồi ok, chị Thu Hậu Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. Chị Thu Hậu Nguyễn comment nha. Comment là kẻ em mặc cùng với số điện thoại để em chốt nhá. 80k một bộ thôi nha các chị nha. Từ 40 cân đến 55 cân là vừa. Anh lấy màu nào thì comment màu nha. Comment màu cho em. Nào, chị nào lấy bộ như em đang mặc comment này. Rất là nhiều màu luôn. Siêu đẹp luôn nha các chị nha. Bi vàng này. Kẻ này. Kẻ màu rêu này.
Đấy, đi vào nha, kẻ màu rêu, kẻ như em đang mặc này. Kẻ đỏ và kẻ đen nha, kẻ đỏ và kẻ đen nữa. 80k một bộ dành cho các chị chia sẻ like, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi. Quá rẻ phải không các chị? Từ 40 cân đến 55 cân là mặc được nhá. Bộ này từ 40 cân đến 55 cân là mặc rất là đẹp luôn đấy các chị ạ. Mà chất cốt tông rất là mát luôn, em đảm bảo chất siêu đẹp luôn. Đầm xuông với ạ. Đây đầm thì em có một số mã đầm treo đằng sau này, bầu bì có thể bon chen này chị Nán. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Màu chị mặc, màu em đang mặc rồi, ok. Chị Thu Hồng Nguyễn lấy màu em đang mặc thì cho em xin số điện thoại ạ. Đây, màu em đang mặc chính là màu này đây. Đây, em đang mặc chính là màu này nha. Kẻ đỏ pha đen ạ. Mọi người chia sẻ đi nào các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em nào. Rồi ok, chốt cho chị Thu Hồng Nguyễn một bộ này. Mẹ ơi, chị bút mới mua, con mẹ vừa mua đâu. Đây đây thôi. Không thể, à thuê bao. Rồi ok, chị có thể mua luôn hai bộ đi chị, đẹp mà, mua luôn hai bộ. Đầm 2 giây là 120 chị Thùy Dinh ơi, đầm 2 giây là 120k nhá. 150 em đang sale cũng còn 120 đây ạ. Đây rất là đẹp luôn này. Đang sale nha, chất lụa đũi nhá, hàng Thái nhá. Hàng da da hàng Thái này rất là đẹp luôn này các chị này. Đấy, màu xanh rất là mát, màu hồng có cả màu vàng luôn. Các chị chia sẻ đi các chị ơi, 150k hôm nay chia sẻ sẽ còn là 120k nhá, sale sốc luôn này. Theo sóc luôn nha các chị nha, hàng Thái rất là đẹp luôn. Các chị có thể nhìn này, hàng da da Thái nhá mọi người nhá. Đấy, hàng quá đẹp luôn. 120 thôi các chị ơi. Rồi ok. Có chị nào lấy thêm bộ như em đang mặc không ạ? Mọi người chia sẻ đi nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi nào, mọi người chia sẻ cho em đi. Rồi chia sẻ cho em đi nào. Không chị nào lấy bộ như em đang mặc thì em sẽ đổi mẫu nha các chị nha. Vẫn còn rất là nhiều màu nhá, vẫn còn rất là nhiều màu luôn nha. Ai lấy thì comment nha. Bi vàng này, xanh rêu này, kẻ đen này, kẻ đỏ và kẻ như em mặc nha mọi người nhá. Ai lấy thì có thể comment nha. Em sẽ qua mã khác. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi nha. Mọi người chia sẻ lên, tăng lên 50 view thì là mình cũng chơi mini game nhá. Mua hàng giá không đồng luôn ạ. Này bạn nào hỏi váy xuông ấy, có váy xuông này, bầu bí bon chen ok luôn này. Ai có bạn nào hỏi váy xuông, có cái váy xuông này, màu rất là đẹp luôn. Nhã nhặn lắm cái màu này. Đây, cho các bạn từ 45 đến 60 cân mặc ok. Các bạn bầu bí bon chen thoải mái nhá. Váy suông rất là đẹp luôn ạ. 99k một váy nhá. Có nhiều màu lắm. Có cả màu vàng. Con lụa nhẹ nhàng. Rất là nhẹ và mát luôn. Có bạn nào lấy váy suông này không? Suông siêu xinh luôn. Điệu á. Đây nha, tiếp nha chị nha, tiếp một mã váy hoa cánh tiên này các chị này.
Thêm một mã về hoa cánh tiên nha. Mã này em đang sale nhá các chị nhá. Sale 120k, sale xuống còn 99k này. Sale xuống còn 99k dành cho các chị chia sẻ like nha. Mã này thì các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa nhá. 53 cân quay đầu mặc vừa này. Chị nào lấy váy hoa thì comment váy hoa cho em. 99k thôi nhá các chị nhá. 99k quá xinh luôn này. Đấy. 99k quá xinh luôn. Chị nào lấy váy hoa thì comment váy hoa kèm số điện thoại cho em nha. Váy hoa kèm số điện thoại cho em. 99k dành cho chế nào chia sẻ live stream 3 lần này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Váy lụa váy lụa váy vừa nãy bao nhiêu? Váy vừa nãy là váy suông này 99k, còn váy váy đũi là 120k nhá chị Thu Hoa nhá. Nào chị nào lấy váy hoa đi em đang mặc nào, comment váy hoa kèm số điện thoại nào. Chỉ với giá 99k đây này, đầm cánh tiên rất là đẹp này các chị này. Đấy, đầm cánh tiên béo rất là đẹp luôn. Chị nào lấy hoa thì comment hoa váy hoa kèm số điện thoại cho em này. Xinh cực kỳ luôn. Mà màu này mặc tôn da lắm, em còn duy nhất một chiếc sale là 99k nhá. Chị nào lấy thì comment váy hoa cho em. Váy hoa kèm số điện thoại cho em ạ. Duy nhất một chiếc nha các chị nhà, duy nhất một chiếc này. Đẹp không? Váy quá xinh luôn này các chị này. Mọi người chia sẻ cho em đi nào các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho mọi người vào xem đông đông cho vui đi nào các chị ơi. Nào có chị nào chốt váy hoa này không để em đổi mẫu nào. Chị nào chốt váy hoa này thì comment váy hoa đi nào. Váy hoa này quá xinh luôn ấy. Còn duy nhất một chiếc thôi nha, còn duy nhất một chiếc thôi. Lần trước cho mọi người bảo ngắn quá. Đây nào các chị ơi, tiếp một mã váy này các chị này. Tiếp một mã chấm bi này. Tiếp một mã chấm bi siêu xinh này. Đấy. Mã này các chị cũng khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa nhé mọi người nhá. 53 cân quay đầu mặc vừa này. Dạ. Không cần sợ chỗ này chật này. Nó không rộng mấy đâu. Chị nào lấy đi comment bi này. Váy bi kèm số điện thoại cho em. Cũng chỉ 99k thôi nha các chị nhá. 99k này, giá quá sốc luôn này. Đấy. Xinh như này mà chỉ có 99k. Chị nào lấy comment váy bi. Váy bi kèm số điện thoại cho em. Có chị nào chốt váy bi không nào? Váy bi xinh nào. Bi xinh kèm số điện thoại nào các chị ơi. Có màu trắng không? Màu trắng còn cái chai nail không mẹ? Đây đằng sau lưng mẹ. Đằng sau lưng này. Đây ạ, à, màu trắng đấy chị ơi, màu trắng đây. Siêu xinh luôn. Màu trắng đi còn chai nail này. Đây, màu trắng còn chai nail trắng này. Nếu mà chị lấy thì comment chai nail trắng nha. Đấy, chất von của nó rất là đẹp luôn này. Chất von rất là mềm đẹp luôn nhá. Chị nào lấy chai nail trắng thì comment chai nail trắng này. Đấy, em có bi và chai nail nhá. Chỉ với giá là 99k thôi. Bi trắng chấm đen. Bi trắng chấm đen không có. Em chỉ có chai nail thôi nha. Chai nail này, chị nào lấy chai nail comment chai nail này. Channel kèm số điện thoại cho em này. Đấy. Màu này rất là trẻ trung luôn nhá các chị nhá. Chị hình channel này rất là đẹp luôn.
chỉ với giá là 99k nha các chị nhá. Quá rẻ luôn mà váy đẹp lắm, chất von của nó rất là mềm. Đấy, rất là mềm. Xuông váy này 99k thực sự là quá rẻ luôn nha các chị nhá. Nào, các chỗ khác toàn bán 150 đến 200 thôi. Rồi ok, chốt cho chị Hoàng Thương chanel trắng này. Chanel trắng này đẹp lắm chị nhá, quá xinh luôn. Chất xinh lắm. Rồi ok, nào có chị nào lấy bi nữa không nào? Chị nào lấy bi comment bi kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ với giá 99k. Mọi người chia sẻ cho em đi các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào các hội nhóm chợ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ vào các hội nhóm chợ cho em nhé các chị nhé. Để em qua mạng khác. Shop bò em có, chị Huyền Nguyễn ơi, có shop bò nhá. Đây, thô. Em mã váy này. Thô này, hàng da da đấy, hàng xịn luôn này. Đây nha, hàng da da, hàng đẹp luôn nhá chị nhá. Hàng đẹp luôn này. Đấy, quá xinh luôn. Mã này các chị tầm khoảng 52-53 cân thôi. Tại vì váy thô ấy, nó cũng không giãn ấy. Chị nào lấy thì comment này, kể này, kể kèm số điện thoại cho em này. Cũng chỉ 99k nha mọi người nha, 99k kẻ thô rất là đẹp luôn à. Chị nào lấy kẻ comment kẻ nha. Em mặc rộng thoải mái luôn. Em cảm ơn chị Trà Lành ạ. Chị lên shop đi rồi ok thì em lên shop ạ. Mọi người chia sẻ và nhiều vào hội nhóm cho em đi ạ. Chị nào chốt kẻ nào 99k nào các chị nào. 99k nha, 150k hôm nay sale nhá, sale rất là rẻ luôn. 99k thôi, chị nào lấy kẻ comment kẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Kẻ kèm số điện thoại cho em đi các chị ơi, đây quá đẹp luôn này. Quá đẹp, quá xinh luôn nhá. Có chị nào chốt kẻ không ạ? Còn duy nhất một chiếc này, duy nhất một chiếc thôi nhá. Ai chốt kẻ thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em. Chấm bi sau em bao nhiêu? Chấm bi sau em là zoom chị ơi, 150k nhá. Zoom bi 150k. Không, chị nào chốt kẻ để em qua mẫu nha mọi người nha. Kẻ này, cái phần này nó phối ren đấy chị nhá. Đấy, tay tay bèo. Tay bèo rất là điệu luôn. Sale cực rẻ luôn, mọi người chia sẻ cho em bán siêu rẻ luôn. Váy vàng bên cạnh chấm bi bao nhiêu em? Váy là 99k nhá chị nhá. Mẹ cháu con nhá. Cái này khó, không trơn lắm. Các chị ơi, rồi tí nữa em mặc luôn cho mọi người xem. Nào, tiếp một váy body này các chị nào. Tiếp một váy body kẻ nha. Mã này các chị tầm khoảng 51-52 cân. 51-52 cân nhá. Người chị nào gọn thì 53 cân quay đầu mặc vừa này.
từ 45 cân đấy các chị nha, từ 45 cân đến khoảng 53 cân. 40 cân nhỉ? Từ 40 cân đến khoảng 53 cân nhé mọi người nhá. Nào chị nào lấy comment nào. Comment body kể cho em nha. Váy này hôm nay em sẽ sell 70k dành cho các chị nào chia sẻ livestream 5 lần này. 70k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần nhá. Chị nào lấy kẻ thì comment là body kẻ cho em. 70k thôi nhá các chị nha, 70k cực xinh này. Nào chị nào lấy body kẻ comment body kẻ nào. 70k nhá. Các chị nhanh tay nha, có duy nhất một chiếc thôi ạ. Duy nhất một chiếc này các chị này. Nào chị nào lấy body kẻ không ạ? Chị nào lấy body kẻ thì comment vào đây cho em nào, 70k thôi nào các chị ơi. Quá rẻ luôn nhá, váy rất là xinh mà rẻ. Hai chị đang xem chia sẻ mạnh lên cho em đi. Rẻ quá, đẹp mà rẻ chị nhỉ, quá đẹp mà lại rẻ nữa. 70k thôi, chế nào lấy đi comment body kẻ kèm số điện thoại cho em. Rất mát lắm, rẻ rất mát, rẻ nhưng đẹp. Đẹp mà mát lắm, chất mát lắm nhé, chất cô tông rất là mát luôn đấy ạ. Nào có chị nào lấy không để em qua mẫu nào, đẹp quá đấy các chị này. Đẹp quá mà rẻ này. Có chị nào chốt không ạ? Chị nào chốt thì comment kẻ cho em nha. Váy kẻ kèm số điện thoại cho em. 70k thôi, thực sự quá rẻ luôn. 70k dành cho các chị chia sẻ thôi ạ. Chị nào chốt thì comment cho em nhá. Để em qua mẫu khác. Qua mẫu khác nha. Tôi tắt mỗi phần quần bò. Chiếc bò. Áo này bố đi qua quên mang áo đi cho cô vui. Áo này bố đi qua. May mà còn cao. Nào các chị ơi đổi mẫu này, em qua mẫu rồi các chị này. Qua mẫu áo phông của quần sóc nhé, nhá, áo phông của quần sóc này. Đây, quần sóc là 100k, còn áo phông là 90 nhá mọi người nhá. Đi đâu ấy? Chỗ nào ấy? Các bà với hả? À, ừ. Các bà cũng vui mà đi cô tô mệt lắm. Cô bà cả túi rồi đeo gì. Đây áo phông hàng Thái này chị này. Hàng Thái chất siêu đẹp luôn. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá các chị nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa luôn. Hai bên là ren này. Hàng này là hàng từ trước bán hơn 100.
À, hơn 100 đấy. Hôm nay em sale nhá, em sale ở 90 này chị này. Hai bên vai là ven phối rất là đẹp luôn. Mà em đang sale là 100 nhá các chị nhá. 90k em nhầm. 90k. Em có màu vàng. Mã này em có vàng đấy các chị nhá. Mã này em có màu vàng này. Chị nào lấy vàng comment vàng kèm số điện thoại cho em. Mấy cái này bé không vừa đâu mẹ ạ. Không phải bé mà nó cộc ấy. Comment vàng cho em nhá, vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Quần sóc bò như đang mặc cũng có bán. Đây nhá, quần sóc bò như đang mặc này. Quần cạp chun nhá chị nhá. Quần cạp chun rất là đẹp luôn. Chất thì co giãn mềm lắm. Sóc bò có màu khác không chị? Sóc bò em có cả màu khác nha. Bọn kia đâu rồi? Mẹ anh bọn kia đâu? Hả? Bọn kia đi đâu rồi? Đi bơi à? Hả? Thằng Trung của con anh, à, con anh đi bơi rồi. Nguyệt. Con đấy đẹp mà. Không mặc cái váy xua này. Chàng có thi chuyên không chả? Không, này. Đây chị này. Sóc bò đây nha, sóc bò có cả khóa nhá chị nhá, sóc bò có cả khóa này, có cả chun lẫn khóa luôn nha chị nhá, chun lẫn khóa đấy, sóc bò khóa và sóc bò chun nhá chị nhá, 100k khóa là hàng này cũng là hàng 100 hay hàng 120, khóa này là 101, hàng khóa là hàng 101 nhá, còn hàng chun là hàng 100 này. Áo là 90 nha, chị nào lấy áo comment áo cho em. Áo em mặc là 90k đấy chị này, 90k nha, hàng Thái nha. Bao bền đẹp luôn. Đấy. Co giãn rất là dễ chịu luôn nha, không phù xước luôn, rất là sướng luôn. Thái thì quá đẹp rồi. À, phần trước ngực của nó đính đá đấy, này, đính đá này. 90k nhá, chị nào lấy comment. Vàng kèm số điện thoại cho em. Vàng kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Đây quần shop đây. Quần sóc quá đẹp luôn, cặp cao nhá mọi người nhá. Có đủ size từ các chị từ 40 cân đến khoảng 50-55 cân. Quần sóc đủ size luôn nhá. Hơi bạc một chút ạ. Thích màu sáng hơn. Đây, cái này là bạc. Cái này màu bạc mà chị. Mẹ anh ơi, bật qua trần đi mẹ anh. Quay vào đấy, đây. Đây, màu này cũng là màu đẹp mà chị. Màu này hơi xước một tí. À, các chị có thích quần sóc bò khóa này không? Quần sóc bò khóa này đẹp này, đủ size SML này các chị này, đủ size SML nhá. À đấy mẹ ném cho con cái màu khó chịu. Đấy mẹ, em cứ vứt cho màu khỏi khỏi. Đây chị này, hàng 9 có cái mã này này, hàng 60. Cái mã này đẹp này. Đấy, mã này xinh này. Đi ra đường kia đi mẹ anh. Hoa đến 100 toàn bò co giãn chất đẹp luôn, không lấy hàng thanh lý giả rẻ mấy chục nghìn cho ông ấy. Em ơi chị nhận được hàng rồi, cái váy đen hơi rộng cho chị đổi được không em? À chị ơi, cái váy đen, cái váy đen đấy là dáng suông mà chị, cái váy đen này dáng suông mà. Nhận được hàng rồi à chị? Con Chu là vừa mới gửi đã nhận được rồi á. Hôm qua, mới hôm qua. Đã nhận được rồi, nhanh cũng nhanh. Mẹ ơi, đây nha, em có cả mã sóc này nữa này, cái gì này, sóc chun này. Sóc khóa của cái mã này này. Cái váy màu đen ấy, cái váy màu đen von ấy. Cái dáng kiểu nó ôm ở đây này, đây này cái váy này này. Ừ. Nó là dáng xương mà, nó là dáng xương. Thế mà mặc bó sát thì không lấy được đâu, vì nó không có độ co giãn ấy. Có độ... Đây nha, có chị nào lấy quần này này, rất là đẹp luôn. Chị ơi, hôm qua em lấy áo trắng ý, mai chị mang lên km 26 cho em được không? Chị ơi, nếu mà chị ở gần đây, chị qua lấy giúp em nhá. Ở gần thì chị qua lấy giúp em, hoặc là có thể là nhờ ai đi qua lấy hộ.
Em ơi. Ờ, chấm bi treo đằng sau là zoom chị ơi. Đây. Đây nha, đây là zoom nhé chị nhá, 150. Các chị tổng khoảng từ 45 đến 55 cân mới đầu mặc vừa. Đây quần sóc em đang mặc này chị Thuần này. Quần sóc em đang mặc đẹp cực kỳ luôn này. Chất thì rất là co giãn nhá. Chất co giãn xuống cực kỳ luôn. Quần sóc em đang mặc này, cặp chun nhá, cặp cao luôn. Quần này là 100 nhé chị nhá. Nếu mà lấy thì comment cho em. Bây giờ mấy mẫu này đây. Chị bảo xem cái anh em đang mặc không? Đấy, đang mặc có cả hàng đắt luôn thôi cho đây nữa. Có cả hàng rẻ hơn là hàng 90 này các chị này. Hàng 90 nhé. Hàng 6, hàng 70, hàng 60. Đủ hết. Còn cái khóa này là 110 này. Khóa là hàng khóa là 110. Ơ, cái này bán được rồi. Và đây, cái này là hàng 70 này. Siêu đẹp luôn. Bò giấy nhá. Toàn bộ là bò giấy co giãn mềm đẹp lắm các chị ạ. 60. M24 chị có thể qua lấy nhá. Quần em mặc là hàng 100 chị ơi. Quần em mặc là hàng 100 này. Quần này hàng 60 này. Nó có nhiều loại lắm. Đấy chị rảnh mà. Chị Thuần là như áo khoảng áo gì của chị ấy phải không? Của chị gửi hết đi mà làm gì có gì đâu. Đây chị lấy cái mã em đang mặc này, hàng đẹp này. Đấy chị lấy mã em đang mặc này. Mã này dáng đẹp. Dáng đẹp cực kỳ luôn. Chắc là chị cũng mặc size tầm em là vừa. Có chị nào lấy áo này không ạ? Có chị nào lấy áo này thì comment phông vàng kèm số điện thoại cho em nha. Phông vàng nhá. Hai bên tay là ven rất đẹp luôn. Đồng lắm. Năm nay nhiều người đi Quảng Ninh không có. Chị à, hôm nọ chị đi còn không thuê hợp đấy không à? Chắc là lần trước rồi. Ừ. Ui. Chắc là trước trước hôm cháu đi. Ui rồi ôi đồng. Hôm đấy chị cũng đi Hạ Long mà. Năm nay nhiều người đi Quảng Ninh lắm. Mà các bà hôm qua ấy kìa, chúng nó đi bảo chờ tàu 5-6 tiếng không ra được. Ui rồi ơi. Khổ. Nhưng các bà chị đi rồi, chị đi năm trước. Em hỏi Zoom đấy, vải gì? Vải là vải vải lụa ấy chị, vải như cả von lụa ấy, rất là đẹp luôn. Chị muốn cho còn nhen đang mặc nhé. Rồi ok, chị Thuật cho em xin lại số đi ạ. Vải von lụa chị ơi, cái mã đấy thì là 150k nhá. Từ 45 cân đến khoảng 55 cân mặc vừa. Đây, từ 45 đến 55 cân mặc vừa này chị này. Rất là đẹp luôn. Nếu mà chị lấy zoom thì comment là zoom bi kèm số điện thoại cho em nhá. Quần rất là đẹp luôn này. Chị Thuần ơi cho em xin lại số với ạ. Chị Thuần lấy quần nhé, đang mặc thì cho em xin lại số điện thoại nhá. Quần là 100 nhá các chị nha. Quần là 100 này. Áo là 90 các chị mua luôn là xe thì mặc đẹp. Chiều nay buồn đấy nha, chiều nay mọi người bận hay sao ấy, mọi người không vào xem live của em vậy. Rồi ok, có số điện thoại của chị Thuần đây rồi. Dạ. Cho nhìn kem của mình. Ừ, không được vơi trong nhà đâu nha.
0868 này, 286 này, 078 này. Em ở đâu? Em ở Tuyên Quang chị ơi, em ở Tuyên Quang nhá. Chị bằng con ra. Lúc gọi điện đi hỏi đây nha, chị nhà em có một chiếc áo này rất là điệu luôn này. Sale là 50k em ở nha, sale là 50k này. Chị nào lấy xanh thì comment xanh cho em nhá. Xanh này các chị này, 50k nha. Mã này các chị tầm khoảng 51 cân, 51 52 cân quay đầu này. 51 52 cân quay đầu mặc vừa nhá, 50k. Hả? Chị nào lấy xanh comment xanh này. Xanh kèm số điện thoại cho em này. Tối em có like nhá, tối 8:30, 8 giờ đến 8:30 nhá các chị nhá. 8 giờ đến 8:30 em sẽ like. Nào có chế nào lấy xanh không nhỉ? Chế nào lấy xanh comment xanh này. Em like nốt là xanh em nghỉ nha mọi người nha. Ai lấy xanh comment xanh nhá, xanh kèm số điện thoại cho em. Có quần lỡ. Quần lỡ còn không mọi người? Quần lỡ còn chị ơi, quần lỡ hàng Zin Việt em vẫn còn. Chị bao nhiêu cân đi nhỉ? Quần lỡ thì em có hàng thô, hàng Zin Việt. Thô với bò ấy, thích lỗ thô hay là bò. Chị nào lấy xanh comment xanh đi nào các chị ơi, xanh nhá. 50k đang sale quá rẻ luôn này. Linh ở đây không hay Linh về rồi? Linh về. Mỗi chung nè. Nào có chế nào lấy xanh không à? Đừng gửi cho em vội để tối lấy thêm rồi. Ok, ngày mai em mới gọi điện chốt đơn cơ nên là các chị lấy thêm thì tối nay tha hồ và lựa chọn nha các chị nhá. Tối nay các chị tha hồ và lựa chọn. Nào có chị nào lấy xanh comment xanh nào. Xanh cho em. Làm gì ấy Hùng ơi. Chị thích cạp cao. Ừ thì ý chị bảo là thích cạp cao nhưng quần thì bây giờ toàn cạp cao. Giờ gì có cạp trễ nữa. Đây nha chị ơi, tiếp của mã phong đá, đính đá một mã phong thái đính đá này. Đẹp long lanh luôn này. Đấy. Sale nhá chị nhá, đang sale là 100 nhá chị nhá. Chị nào lấy comment vàng cho em. Mã này em có vàng này, vàng đỏ trắng nhá chị nhá. Vàng đỏ trắng rêu. Vàng đỏ trắng rêu nhá chị nhá, sale là 90 này. Rêu này.
trắng này các chị này, vàng và đỏ nhá. 90k, chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Đá rất là sáng và đẹp luôn. Vàng, đỏ, trắng rêu nhá. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em này. Đây, vàng này, đỏ này, trắng này, rêu này. Nào ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Nào có chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này thì comment cho em này, đủ màu luôn này các chị này. Mà chất phong thái co giãn dễ chịu lắm nhá. Ai lấy màu nào thì comment màu cho em nhá. Em nghỉ tối 8 giờ em like các chị nhá. 8 giờ 8 rưỡi em like nhá. Các chị có đơn rồi tối vào xem các chị nhá. Tối vào xem chọn thêm giúp em để mai em gửi hàng nha mọi người nha. Chào ạ.